sư hết hả? Gà rút sư hấp dẫn đó. Cái để cho nó lên màu đẹp thì mình dùng màu điều hả cô? Không, hệ cổ hệ tươi, hệ bò, cổ hệ tươi. Dạ. Như vậy thì hoàn toàn yên tâm về cái nguồn gốc của cái nguyên liệu, đúng không? Dạ, không có sử dụng màu thực phẩm hay gì hết. Không, không có. Nó nghệ tươi, nghệ bột. Đúng rồi, đúng là mì Quảng thì không thể thiếu là nghệ được. Cái nghệ nó vừa tạo thêm cái mùi thơm cho món ăn mà vừa tốt cho dạ dày và đẹp cho da nữa. Đây cô làm nghệ nhiều cũng là nghệ. Dạ, nên là cái màu của nó rất là đẹp. Vậy thì chế biến cái cá lóc này rất là kỳ công phải không cô? Đúng rồi, rất là kỳ công, rút hết xương gà cũng kỳ công. À, mà con thấy ở đây là cái nhân viên của mình cũng ít thì mình làm có mất nhiều thời gian không cô? Nói chung là làm suốt ngày, quằn quại suốt ngày sao gà rất là dư là làm khi đây gà rút gà. À, quán mì Quảng của mình ở đây bán được bao nhiêu năm rồi chị? Dạ, bán được gần 5 năm rồi chị. Dạ, thì cái hương vị ở đây nó có cái gì đặc biệt so với những quán khác? Dạ, là nó đặc biệt là nó chỉ có hương vị của miền Trung thôi, nó không có giống như nhiều quán trong này là người ta chọn lẫn của miền Nam luôn. Ở đây là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Dạ, bán từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đây là mì Quảng thập cẩm tôm gà. Mì thập cẩm chị. Thập cẩm gồm có thịt, tôm, gà và trứng. Một tô này thì bao nhiêu tiền chị? Dạ 30. 30 ngàn. Một tô rất là nhiều, rất là đầy. Nhưng mà chỉ có 30 ngàn Quảng chính gốc là chị ăn ít nước vậy thôi phải không chị? Dạ dạ đúng rồi. Cái này là mì Quảng gà rút xương hả? Dạ. Đây là mì cá lóc. Đây là mì cá lóc. À. Hình như là cái mì cá lóc này quán này mình mới có phải không? Dạ quán không có lâu được chị, có không được năm rồi.
nước mắm gì á chị, có cái gì trắng trắng ở trong cái này hả chị? Này nước mắm tỏi, ớt. Đặc biệt là mình dùng ớt xanh ha. Dạ. Và người Quảng người ta chỉ ăn ớt xanh thôi á chị, không ăn ớt chín hả? Dạ, người ta ớt xanh. Dầu hành cho nó thơm. Này nấu mình phải nhân gà ta, sườn non và thịt nạc chân theo đó lắm. Ăn cùng nguyên liệu của nước này là cũng làm từ xương gà và xương heo. Và cần không khí hay là bị các củ nén. Dạ. Thế thì khi mà chế biến các cái loại nhân đó thì mình phải đều phải có củ nén phải không cô? Đều phải có củ nén. Đây là cái nguyên liệu mà truyền thống của người Quảng mình đó hả cô? Nếu như mà mình không biết cách nấu thì nó sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ hôi, không khó ăn. Dạ. Rồi các cái nguyên liệu mà gà ở đây là cô lựa chọn gà như thế nào ạ? Cô gà to đặc biệt là mấy mẹ. Dạ. Để cho cái thịt nó dai và da nó giòn cô ha. Con khoảng 1 tí rưỡi ạ. Dạ. 1 tí 8, 2 tí rưỡi. Ở hai cơ sở của mình thì tất cả các cái nước lèo và các nguyên liệu là cô chế biến hết hả? Cô chế biến. Xương gà với xương heo cô hả? Em thôi ăn bao bơm. Dạ. Thôi anh vào trong nha. Gà đây rất là thơm.
đây là củ nén. Cái củ này là dùng để tạo cái mùi thơm đặc trưng cho nước lèo của mì Quảng đúng không chị? Dạ, làm cái đó mình làm nhân hả chị? À, làm nhân nghĩa là mình quán sẽ phi cái này thay cho hành hay tỏi của các cái món ăn khác để cho cái nhân nó gà, thịt hay là tôm nó sẽ thơm hơn. Cái củ này là đặc biệt chỉ có miền Trung mới có. Ngoài ra để làm cho thơm thức ăn thì thường người ta còn dùng cái củ nén này chưng lên với mật ong để uống cho nó trị ho. Đây là củ nén.